Tần số thế giới xin kính chào quý vị và các bạn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn đã biết tới những thông tin hấp dẫn thời gian qua chưa? Thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay trong video clip sau đây. Và các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh miễn phí và nhấn biểu tượng chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ một thông tin hấp dẫn nào. Các bạn thân mến, trong nhà mà có 3 đồ vật dù là chán cũng đừng có vứt đi, kẻo tài lộc tiêu tán. Trong nhà có những cái đồ vật phong thủy, bạn tuyệt đối không nên đem cho hoặc là vứt bỏ, kẻo mất thiêng và tài lộc hao hụt, tài sản tiêu tán. Cái đầu tiên đó chính là két sắt đựng tiền. Két sắt là một nơi bạn cất giữ tiền, vàng và giấy tờ quan trọng trong gia đình. Nó cũng được coi là một đồ vật phong thủy tượng trưng cho tài lộc của mỗi gia đình. Khi mà bạn dùng két sắt lâu ngày, nếu như két bị hư, hỏng, bạn không nên vứt đi mà nên tìm cách khắc phục, sửa chữa nó. Nếu như két sắt của nhà bạn không thể sửa chữa được thì bạn cũng đừng vứt đi mà hãy liên hệ lại với nhà sản xuất nơi bạn đã mua két sắt để đổi lấy một cái mới và bù thêm tiền chênh lệch. Còn nếu bạn vứt cái két sắt đi sẽ khiến cho tiền bạc, tài lộc của gia đình bị suy kiệt hao mòn. Và theo phong thủy thì cái việc vứt bỏ két sắt chẳng khác nào vứt bỏ đi tiền bạc, điều may mắn của mình. Thứ hai đó là tượng Phật và tượng thần tài. Tượng Phật, tượng thần tài là những đồ vật linh thiêng rất là quan trọng nhất đối với những gia đình theo đạo Phật. Và nhiều người thường nghĩ rằng nếu như không dùng thì vứt bỏ hoặc là mang cho bạn bè của mình để cả tượng thần tài hoặc là tượng Phật. Tuy nhiên thì theo phong thủy thì cái điều này là vô cùng kiêng kỵ. Bởi theo quan niệm của phong thủy thì thần tài không phải là một vật đem cho hoặc là vứt. Ngoài ra thì việc bạn vứt bỏ tượng thần tài chẳng khác nào là lém bỏ đi sự may mắn của gia đình mình. Chính vì vậy, dù không thích thì bạn cũng đừng bao giờ ném bỏ. Và thứ ba là đồ cổ, đồ đá không rõ nguồn gốc. Chắc hẳn hồi bé thì ai cũng thắc mắc là trong nhà mình lúc nào cũng có mấy cái ấm tích, chiếc bát cũ với những cái hoa văn kỳ lạ trong nhà mà không ai bỏ đi. Vì những cái món đồ cổ hay như đồ đá không rõ nguồn gốc có trong nhà thì đó chính là vật may mắn cho ngôi nhà của bạn. Bạn đừng bao giờ đem vứt bỏ nó kẻo xui xẻo tìm tới. Bạn cũng đừng bao giờ mang những cái vật này mang sang nhà người khác cho, biếu hay tặng. Điều này sẽ khiến cho những thứ may mắn trong nhà của bạn đi mất. Người nhận cũng sẽ mang về những điều xui xẻo, rủi ro cho chính gia đình mình.